Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đây là video hướng dẫn tạo hiệu ứng video theo yêu cầu của khán giả. Ok, đây là cái yêu cầu của bạn Nguyễn Văn Hùng nhé. Mình sẽ làm một cái video giống như là các bạn vừa xem ở đầu ấy, intro ấy. Thì bạn ấy hỏi là anh ơi, trong Filmora có làm được hiệu ứng như video này không? Để mình bật cái hiệu ứng, bật cái video gốc lên cho các bạn xem nhé. Ok, đây là cái video từ đầu. Tất nhiên mình tắt nhạc đi để cho nó đỡ vi phạm bản quyền. Thì cái này sẽ có một cái tiêu đề này, chữ tình này. Nhưng mà cái chữ này thì hơi mất công. Mình sẽ làm kiểu đơn giản thôi, nhạc và lời văn phụng. Còn ở dưới này thì sẽ có ảnh một cô gái nhá. Cô này thì mình chả tìm thấy, thì cô này có vẻ chắc lâu lâu rồi, hoặc là bạn ấy tìm ở đâu ấy, bác ấy tìm ở đâu ấy. Sau đó là ảnh gọi là kiểu galaxy linh tinh. Ok. Cái video này thì như thế thôi. Cả cái video này thì chỉ có như này thôi. Và cái video này được bác Hoàng Nhan Khai, bác làm cái đấy 6 năm rồi. 6 years ago, cũng được 9,9 triệu view. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào Filmora để hướng dẫn các bạn làm. Nó rất là đơn giản. Ở đây là Filmora của mình nhá. Mình làm một cái intro gọi là ví dụ. Cái này làm cho mất có 5 phút thôi. Ở đây các bạn thấy có một ảnh một cô gái đúng không? Sau đó ở trên này có mấy cái gọi là overlay, là cái kiểu vũ trụ. Bên này có một cái animation nữa này, tức là cũng là một cái overlay nữa. Và cái chữ này thì mình lười design lại giống như thế, tâm ra là mình chỉ design đơn giản thôi. Thì để làm cái này ấy, rất đơn giản nhé, mình sẽ xóa hết đi nhé. Để mình lưu nó lại đã. Video ví dụ 2, ok. Rồi bây giờ mình sẽ xóa hết các cái này đi và mình sẽ làm từ đầu cho các bạn xem. Đầu tiên ấy, ở trong Filmora thì các bạn sẽ tạo một cái dự án mới nhé. Ở đây mình sẽ tạo này, New Project này. Tạo là chọn là 16:9 nhé. 16:9 để cho một cái video YouTube. Ok, bây giờ đã 16:9 rồi. Và mình sẽ ấn vào đây, trên Project Aspect Ratio, tức là đổi tỷ lệ khung hình để chỉnh lại cái thông số dự án cho nó chuẩn. Ở đây kích thước của video đã sẽ là Full HD 1920x1080. Và cái phần số khung hình trên giây, frame rate ấy, thì nếu mà với một cái video kiểu nhạc với ảnh ấy, mình sẽ để là 30 frame nhé. Bình thường thì video vlog các thứ ấy, thì mình sẽ để là 24 frame. Ok, bây giờ để 30 frame, sau đó nhấn vào ok. Trước tiên là các bạn phải tìm mấy cái ảnh, ảnh các cô gái xinh hoặc là ảnh kiểu cái gì đấy đẹp đẹp ấy. Thì để tìm ấy, ở trong Filmora các bạn đi đến phần Stock Media này nhé. Trong cái Stock Media này nó có cái kho ảnh miễn phí là kho Pixel này và Pixabay nhé, Pixabay. Thì ở hai cái này các bạn đều có thể tìm được nhé. Ví dụ bạn vào Pixel, Pixel này, sau bạn chọn là photo nhé. Sau bạn chọn là đánh vào đây là beautiful woman đi. Bạn nhấn vào enter. Và nếu mà bạn muốn là chọn cái ảnh ngang thôi ấy, thì bạn chọn cái phần orientation này là chọn landscape nhé. Landscape để cho nó ra tất cả những cái ảnh ngang thôi. Sau đó bạn sẽ tìm tìm cái ảnh nào đẹp thì các bạn tải xuống. Tất nhiên là phải có internet thì mới tải được nhé. Nếu không có ở Pixel thì các bạn có thể sang Pixabay, các bạn tìm cũng chọn vào photo. Sau chọn vào cái orientation này là horizontal nhé. Horizontal là ngang ấy. Chọn vào ngang. Sau ấn vào đây, tìm vào đây beautiful, cũng beautiful nhé. Kiểu cô gái đẹp ấy, woman. Đó, tức là người phụ nữ đẹp. Sau đó các bạn sẽ phải tìm tìm vào đây này, có rất là nhiều cái các bạn tìm nhé. Nhưng mà mình thì mình đã tải rồi thì mình đã sẽ đi vào cái phần mind. Ở đây phần mình tải thì mình có cái ảnh cô gái này nhá. Cô gái này trông giống cô gái Việt Nam hay cô gái châu Á ấy, là một. Và thứ hai nữa là mình có tải thêm cái này cũng ở trên Pixabay nhá. Pixabay là cái gọi là cái galaxy kiểu thiên hà, kiểu mấy cái khói khói ấy, khói sương sương ấy. Và cái này thì là cái video. Nếu mà bạn muốn tìm cái galaxy này thì bạn cũng đi vào đây nhé, Pixabay này. Ví dụ bạn đi vào đây, sau bạn có thể tìm photo hoặc là video nhé. Bạn gõ vào là chữ galaxy, sau rồi các bạn enter đó, thì nó ra rất là nhiều cái này, galaxy này. Nhưng mà các bạn chú ý là chọn mấy cái nào mà nó nền màu đen ấy. Nền màu đen thì lúc mình kiểu key nó đi nó dễ. Ok, sau khi tải rồi thì các bạn sẽ có, ví dụ mình sẽ đi vào đây, vào phần My này, xong phần Download này, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái ảnh cô gái này. Trước tiên là các bạn sẽ kéo cái ảnh cô gái này xuống Timeline. Đó, kéo xuống Timeline.
Tiếp theo là bạn sẽ đặt thời gian. Ví dụ bình thường ấy, cái ảnh này bạn muốn nhanh hay chậm ấy thì bạn đặt thời gian nó ngắn rồi nhá. Tức là nếu mà muốn nó nhanh thì bạn đặt nó ngắn thôi, còn nếu không thì bạn nó đặt nó dài ra. Để mà đặt thời gian cho ảnh ấy, bạn có thể kéo ở đây, cầm ở đây kéo cũng được này. Đây là một cách nhá. Cách thứ hai là các bạn có thể kích chuột phải của cái ảnh nhá, sau các bạn chọn là duration nhá. Duration ở đây. Sau bạn nhập vào đây cái số giây bạn muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ cho nó là 10 giây nhá, à, kiểu là intro mà. Không không. 10 giây không frame, nhấn vào save thì cái ảnh của bạn bây giờ nó sẽ là 10 giây, 10 giây như này. Tiếp theo là bạn sẽ tạo cho nó cái hiệu ứng zoom và nó sẽ kiểu full khung hình ra. Thì mình sẽ dùng hiệu ứng crop ở trong Filmora, tức là pan and zoom ấy. Bạn ấn vào cái ảnh này, sau bạn chọn vào cái nút crop này nhé, hoặc là bạn nhấn phím tắt được Al cộng C đấy, Al cộng C. Tiếp theo bạn chọn vào sang pan and zoom. Và trước khi pan này zoom thì bạn nhớ chọn cái tỷ lệ nhé, ratio ấy, tỷ lệ khung hình ấy là 16:9 cho nó đúng với cái tỷ lệ của dự án. Ok, bây giờ bạn sẽ có cái khung start và khung end, tức là start là bắt đầu, end là kết thúc, hoặc là bạn có thể đổi ngược lại bằng cái nút này nhé, gọi là nút đổi ngược bắt đầu và kết thúc. Mình thì mình cứ để này thôi. Bắt đầu là to, sau đấy sẽ zoom vào nhỏ nhỏ, zoom vào mắt cô ấy chẳng hạn. Sau bạn sẽ chỉnh cái khung end này, bạn kích vào đây để chỉnh. Ok, cho nó to to ra, cho nó đủ cái mặt đi. Sau bạn kích vào apply. Đó, như vậy là xong rồi, bạn đã có hiệu ứng cô gái. Các bạn nhìn ở trên đây nó rất là đẹp đúng không? Đó là cái thứ nhất. Với cái thứ hai là bây giờ bạn sẽ cần cái kiểu vũ trụ, mấy cái vũ trụ đúng không? Thì đây mình đã tải hai cái này rồi nhá. Ví dụ bạn kéo cái vũ trụ này xuống này. Đây là cái ảnh này. Thì đây là cái ảnh màu đen, nó như này, ảnh màu đen và nó chỉ cố định như này thôi chứ nó không có cái gì di chuyển gì cả. Thì bạn làm tương tự như thế, làm tương tự giống cái ảnh cô gái là cũng tạo ra hiệu ứng pan and zoom bằng cách là bạn chọn vào đây, sau bạn ấn vào nút crop này, sau bạn chọn vào pan and zoom. Cái này thì bạn có thể tùy nhá, có thể zoom theo hướng của cô gái hoặc là zoom ngược lại cũng được. Ví dụ mình ấn vào nút swap này cho nó ngược lại nhá, start end và nhớ chọn tỷ lệ 16:9. Đó, 16:9 cho nó giữ đúng cái tỷ lệ của dự án, kích vào apply. Đó, như vậy là ok, và mình đã có cái ảnh vũ trụ hơi zoom zoom. Nhưng mà cái nền đen này ấy, thì các bạn phải bỏ nó đi nhé, để nó hiện cái ảnh cô gái lên. Thì để làm cái việc đấy ấy, thì các bạn kích đúp vào cái ảnh này, sau các bạn chọn tiếp vào basic nhé. Ở Filmora nó là basic, Filmora 12 nó là basic. Thế còn nếu bạn Filmora 10, Filmora 9 ấy, thì các bạn tìm đến cái tab gọi là compositing nhé, trong phần video hoặc ảnh ấy, image này, basic này. Rồi thì các bạn ở cái bản cũ hơn thì các bạn cũng tìm đến phần compositing. Đây, phần blend mode đây nhá. Ở đây bây giờ blend mode này các bạn có mười mấy cái, nhưng mà bây giờ các bạn chọn xem cái nào đẹp thì các bạn chọn nhé. Cái nào đẹp mà hợp mắt với bạn thì bạn chọn. Ví dụ lighten này mình thấy cũng đẹp. Lighten cũng đẹp. Nhưng mà nếu mà giống cái ở demo của mình ý, thì là sẽ là cái screen này nhá. Screen thì nó sẽ xóa cái nền đen đi. Ok, mình sẽ chọn screen. Sau đó mình nhấn vào ok. Và bây giờ mình có cái hiệu ứng gọi là cô gái và cái nền vũ trụ đúng không? Play. Đó. Kiểu một cái thì zoom ra, một cái zoom vào, trông nó rất là đẹp. Đấy là một. Với thứ hai nữa, nếu mà mình muốn thêm cái này thì mình làm tương tự như thế nhé. Đây là ảnh này, cái này là ảnh, còn đây là video nhé. Thì video bạn cũng làm tương tự thế. Nhưng mà video thì có một cái hạn chế hơn là nếu như mà nó dài hơn video gốc hoặc là dài hơn cái ảnh gốc thì không sao. Chứ nó ngắn hơn thì các bạn lại phải kiểu nhân đôi nó lên hoặc là làm chậm nó đi. Thì cái này mình chọn là cái dài hơn. Cái dài hơn đó là mình chỉ việc cắt ngắn cái này thôi, cho nó bằng cái ảnh cô gái này thôi, là 10 giây thôi. Chim lại. Ok. Và bây giờ mình cũng làm tương tự cái blend mode kia, mình cũng kích đúp vào. Tức là cái phần blend mode này mình cũng kích đúp vào video, sau đó mình cũng chọn là screen cho nó cũng xóa cái nền đen đi. Và bây giờ cái này nó hơi dính vào mặt cô gái ấy, thì mình sẽ ấn vào cái video này, mình kéo nó ra một tí. Đó, cho nó ra đây. Ok, đơn giản thế thôi. Thế là xong, xong cái phần gọi là hình ảnh rồi. Đúng không? Xong cái phần hình ảnh. Thế còn bây giờ nếu như mà bạn muốn thêm cái phần chữ thì các bạn sẽ thêm đơn giản thôi. Ví dụ ở đây mình thêm chữ nhé, mình sẽ ấn vào nút này, quick text này, thêm quick text. Mình có thể thêm chữ 3D luôn cũng được, nhưng mà không cần. Ở đây có chữ lorem ipsum này, là cái chữ vô nghĩa ấy. Bây giờ mình kích đúp vào, mình chọn vào chữ tình đúng không? Ok, thực ra mình thì thích ghi chữ tiền hơn, nhưng mà thôi, tình nó là cái bài hát của nhạc sĩ Văn Phụng. Kéo lên đây. Sau đó bạn mình sẽ chọn cái phông, ví dụ cái phông nào cho nó hợp hợp mà. Đây.
phông này đi, phông Arizona regular đi. À, cái phông này thì các bạn cẩn thận nhé, nếu các bạn dùng ấy các bạn cẩn thận nó sai kiểu, tức là nó bị lỗi phông ấy. Ok, còn cái chữ Y này bạn muốn đổi màu khác đúng không? Mình sẽ chọn nó, chọn chữ Y này đổi màu. Muốn đổi màu ấn vào đây. Ấn vào mo xem cái màu gì, màu nâu này nhá. Kích vào ok. Rồi, nó ra cái màu chữ tình này rồi. Tiếp theo bạn phải chọn cho nó cái hiệu ứng. Bạn nhấn sang cái tab animation này nhá. Chọn cái typewriter này. Sau bắt đầu ấn vào ok. Rồi, bây giờ ra cái video và có cái chữ tình. Cái tình này nó chạy hơi nhanh thì bây giờ bạn chỉnh nó nhé. Bạn kích chuột phải vào cái kích chuột phải vào cái hộp title ở trên timeline, bạn chọn advanced edit để bạn chỉnh những cái hiệu ứng này. Đây là cái hiệu ứng này, bạn kéo đây nó nhanh này, bạn kéo về đây này. Kéo về đây cho nó chậm đi, kéo nữa đi, sau rồi play lại xem sao. Tình ok vẫn hơi nhanh, kéo một tí nữa rồi xong rồi. Ấn vào apply, như vậy là được một chữ chữ tình. Rồi, còn chữ nhạc và lời dưới này thì các bạn làm tương tự. Sau khi có chữ tình rồi đến đây thì mình sẽ thêm cho nó một chữ nữa, quick text nữa ở chỗ này. Đó, nhạc và lời. Chữ tình này mình quên mất, kéo dài nó ra. Không thì chưa gì cái title nó đã biến mất rồi. Kéo dài nó ra thì phải xem lại cái hiệu ứng. Rồi, nó vẫn ok. Và bây giờ chữ này, nhạc và lời, đúng không? Kéo lên đây. Kích đúp vào. Gõ vào nhạc và lời. Ok, mình sẽ để nguyên cái này đi. Kích vào basic này, cho to lên một tí thôi, 44 này. Rồi, đổi màu cho màu vàng đi cho nó đẹp. Kéo đây, cho nhỏ lại. Rồi, bây giờ bạn nhân đôi cái này lên, nhân đôi cái chữ này lên, Ctrl C. Chọn vào cái đầu của cái video track ở đây, nhấn Ctrl V, chọn vào đây thì nó sẽ dán lên cái track ở bên trên ấy, nhạc và lời này. Cái này chắc là mình sẽ cho nó hai cái cùng nhau luôn. Ở phần demo ấy, mình ghi là không biết nhưng mà thôi mình sẽ gõ tên tác giả vào cho nó tôn trọng tên tác giả ấy. Ok, có vẻ hai màu này không ấy lắm. Ok, cái này mình sẽ chuyển sang màu trắng đi. Rồi, và chọn animation nhé. Animation thì cho hai cái này thì bạn chọn thế nào cũng được. Văn phụng này, xong rồi cái nhạc và lời này thì mình có thể chọn cái string blur này. Animation thì tùy nhé, Filmora nó rất là nhiều animation. Và khi bạn chọn ok, và bây giờ bạn ra cái kết quả cuối cùng là như này. Đơn giản thế thôi. Thế còn ở trong Filmora nó có rất là nhiều effect nhá, rất nhiều hiệu ứng. Nếu mà bạn thích thì bạn có thể chèn thêm vào. Bạn nhấn vào effect này, bạn có thể thêm hiệu ứng mờ, rồi là kiểu kể cả là bạn thêm những cái sound kiểu như này này, sóng âm, sóng nhạc các thứ vào thì vẫn là ok. Đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để tạo ra cái hiệu ứng video ca nhạc bằng Filmora theo yêu cầu của một bạn trên kênh của mình. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn và trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.